Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ, mình tiếp tục là mình lót gạch nền hàng ba ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ mình để lót cái gạch hàng ba này thì mình nên xử lý tưới nước nha. Tưới nước cho nó đều rồi mình đợi cho nó ngấm xuống cho cổ đoạn á, rồi mình sẽ tiến hành mình lót cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây thử mình lót gạch 80 nhân 80 nha. Thì sử dụng cũng máng gân cưa kéo hồ. Thì hồ dầu thì mình cũng pha cát luôn nha cô chú anh chị các bạn. Thì đây là mình lót cái phần gân trước này là muốn xong căn nhà rồi nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình làm như thế nào nha.
vui.